26. Đừng là một vị Phật. Dù chúng ta học được loại Dhamma nào, nếu không nhận ra chân lý tối thượng trong tâm mình, chúng ta sẽ không đạt đến sự thỏa mãn. Một trái táo là thứ bạn có thể nhìn thấy bằng đôi mắt. Chỉ nhìn thôi thì bạn không thể biết được mùi vị của nó. Nhưng bạn có nhìn thấy trái táo, bạn không biết được mùi vị, nhưng nó có tồn tại ở đó. Bạn chỉ có thể biết được nếu hái trái táo xuống và ăn. Dhamma mà chúng ta giảng dạy cũng giống như một trái táo. Chỉ đơn thuần nghe về nó, người ta không thực sự biết được mùi vị của Dhamma. Khi người ta hành thiền thì họ có thể biết được điều này. Mùi vị của trái táo không thể biết được bằng mắt và chân lý của Dhamma không thể biết được chỉ bằng tai. Đó quả thực là kiến thức, nhưng nó không chạm đến thực tại. Người ta phải rèn luyện nó, rồi sự thông tuệ sẽ xuất hiện và họ sẽ nhận ra chân lý tối thượng trực tiếp. Họ sẽ nhìn thấy Phật ở đó, nên tôi so sánh nó với một trái táo theo cách này. Để giúp đồ đệ của mình nhận ra Dhamma, Phật Tổ đã dạy về một con đường duy nhất. Nhưng với những cách tiếp cận và tính chất khác nhau, Ngài không sử dụng một hình thức giảng dạy duy nhất hay trình bày Dhamma theo cùng một cách với tất cả mọi người. Nhưng Ngài dạy vì mục đích duy nhất là nhận ra chân lý tối thượng và thoát khổ. Tất cả những bài thiền Ngài dạy là dành riêng cho mục đích này. Các vấn đáp. Một số người tin rằng Phật là người theo thuyết hư vô và muốn hủy diệt thế giới. Những hiểu biết của họ không hoàn chỉnh hoặc chưa chín chắn. Họ e ngại mọi chuyện sẽ kết thúc, sợ thế giới sẽ đi đến hồi kết. Họ nhận thấy Dhamma là thứ gì đó trống rỗng và vô giá trị, nên họ nản lòng khi nghe về nó. Nhưng cách hành động của họ chỉ dẫn đến những giọt nước mắt thôi. Bạn có thấy điều này giống như cách bồi người e ngại về sự trống rỗng? Những người chủ nhà cố gắng gom góp tài sản lại và trông chừng chúng như những con chuột. Làm gì có thể bảo vệ họ thoát khỏi sự trống rỗng của tồn tại sao? Cuối cùng, họ vẫn sẽ nằm trong những chiếc quan tài. Mọi thứ đều phải bỏ lại. Nhưng khi còn sống, họ cố gắng nắm giữ mọi thứ. Mỗi ngày đều lo ngại rằng chúng sẽ bị mất đi. Cố gắng tránh xa sự trống rỗng. Như vậy họ có đau khổ không? Tất nhiên là họ thực sự khổ đau. Nó là vì họ không hiểu được tính vô thường và trống rỗng của mọi chuyện. Không hiểu được điều này, con người sẽ không được hạnh phúc. Vì không nhìn vào bản thân, nên họ không thực sự biết được điều gì đang xảy ra trong cuộc sống này. Làm sao để chấm dứt được ảo tưởng này? Người ta tin rằng đây là tôi, đây là của tôi. Nếu bạn nói với họ về vô ngã, rằng không có gì là tôi hay của tôi, họ lập tức muốn tranh cãi về quan điểm này. Ngay cả Phật, sau khi đã giác ngộ, cũng cảm thấy mệt mỏi trong tâm khi xem xét điều này. Khi mới được giác ngộ, Ngài nghĩ sẽ rất khó giải thích con đường này với những người khác. Nhưng rồi Ngài nhận ra thái độ đó thật sai lầm. Nếu chúng ta không dạy những người đó, chúng ta sẽ dạy ai? Đó là câu hỏi của tôi. Câu hỏi tôi đã hỏi bản thân rất nhiều lần. Tôi phát chán và không muốn đi giảng kinh nữa. Chúng ta sẽ dạy ai nếu chúng ta không dạy những người bị ảo tưởng? Thực sự không còn nơi nào khác để đi nữa. Khi chúng ta chán ngấy và muốn tránh xa người khác, tức là chúng ta đang bị ảo tưởng. Vậy nếu chúng ta được khích lệ để trở thành trí tuệ độc giác Phật, tức những người giác ngộ đơn độc, những người tự mình giác ngộ mà không cần thầy và cũng không dạy những người khác. Những khái niệm đó đơn thuần là ẩn dụ của những trạng thái tâm trí.
Nhưng đừng làm thứ gì đó là một gánh nặng. Đừng là gì cả. Đừng làm gì hết. Đừng là Phật nếu đó là gánh nặng. Trí tuệ độc giác Phật là gánh nặng. Đừng mong muốn được làm gì hết. Tôi là ông Smith. Tôi là một nhà sư. Như vậy sẽ mang đến đau khổ. Khi tin rằng bạn thực sự tồn tại như vậy, ông Smith đơn thuần là một quy ước. Nhà sư đơn thuần là một quy ước. Nếu bạn tin mình thật sự tồn tại, thì nó sẽ mang đến khổ đau. Nếu có ông Smith, thì khi bị chỉ trích, ông ta sẽ rất tức giận. Đó là những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nắm giữ mọi thứ như thể chúng là thật. Ông Smith nghe thấy những lời đó và đã sẵn sàng đánh đấm. Nếu không có ông Smith thì sẽ không có ai ở đó, không có ai trả lời điện thoại, reng reng, không ai nghe máy hết. Bạn không trở thành gì hết, không có ai là gì hết và không có khổ đau. Ngày nọ, một nhà sư đến gặp tôi và khẩn cấp báo với tôi: Luang Bo, tôi đã đạt được dòng suối chảy Niết Bàn, cấp đầu tiên của giác ngộ. Tất cả những gì tôi có thể nói là: à, tôi nghĩ vậy là tốt hơn là một con chó rồi. Gọi người ta là chó là một trong những cách xúc phạm tồi tệ nhất ở Thái Lan, và rất hiếm khi người ta chửi như vậy. Ông ta không thích vậy và ra đi trong sự hầm hực dữ dội. Dòng suối đi vào là cơn tức giận. Nếu chúng ta tin chính mình là điều gì hay ai đó, thì mỗi lần điện thoại reo, chúng ta sẽ bốc máy và liên quan vào chuyện đó. Làm sao có thể giải thoát bản thân khỏi điều này? Chúng ta phải nhìn vào nó rõ ràng và phát triển sự thông tuệ. Như vậy sẽ không có ông Smith để trả lời điện thoại. Nếu bạn là ông Smith và bạn nghe điện thoại, thì bạn sẽ khiến mình liên quan vào nỗi khổ. Vì vậy, đừng làm ông Smith. Chúng ta cần nhận ra những tên gọi và chức danh đó nằm trong cấp bậc của quy ước. Nếu có người gọi bạn là người tốt, đừng như vậy. Đừng nghĩ mình là người tốt. Nếu có người nói bạn là người xấu, đừng nghĩ mình là người xấu. Đừng cố là gì hết. Thay vào đó, phải biết được điều đó. Nhưng rồi cũng đừng gắn kết với những kiến thức đó, nghĩ rằng tôi là người đã giác ngộ. Người ta không thể làm vậy được. Họ không biết tất cả chúng ta là gì. Tôi thích dùng sự so sánh giữa lên lầu và xuống lầu. Khi xuống lầu, bạn đang ở dưới lầu. Bạn thấy những gì ở dưới lầu. Khi lên lầu lại, bạn thấy những gì ở trên lầu. Khoảng cách ở giữa bạn không thấy được. Có nghĩa là bạn vẫn chưa nhìn thấy được Niết Bàn. Chúng ta thấy những dạng thức vật lý của sự việc, nhưng chúng ta không thấy được sự gắn kết giữa trên lầu và dưới lầu. Đó là lưu chuyển và sinh ra. Chúng ta sống liên tục lưu chuyển thành thứ khác. Nơi không có lưu chuyển là trống rỗng. Khi chúng ta cố gắng giảng cho người ta nghe về nơi trống rỗng, họ chỉ nói: ở đó không có gì hết. Tu hành thực sự yêu cầu phải nhận biết được nó. Chúng ta dựa vào sự lưu chuyển, vào nắm giữ bản ngã từ ngày chúng ta ra đời. Khi có người nói về vô ngã thì nó quá lạ. Chúng ta không thể thay đổi quan điểm của mình quá dễ dàng. Nên cần thiết phải quyết tâm thấy được điều này thông qua tu hành. Và rồi chúng ta có thể tin: ôi, đây đúng là chân lý. Khi người ta nghĩ đây là của tôi, đó là của tôi, họ sẽ thấy vui vẻ. Nhưng khi những gì của tôi bị mất đi, họ sẽ vì nó mà than khóc. Đó là con đường để khổ đau xuất hiện. Chúng ta có thể quan sát điều này. Nếu không có của tôi hay tôi, thì chúng ta có thể sử dụng những thứ đó khi chúng ta đang sống mà không gắn kết với chúng như thể đó là của chúng ta. Nếu chúng ta bị mất hay bị hư,
thì đó là tự nhiên đơn giản. Chúng ta không xem chúng là của mình, nên chúng ta không xem đó là bản ngã hay bản thân người khác. Tôi nghĩ điều đúc kết lại là con người ta còn ngại thay đổi và e sợ cái chết. Được sinh ra, họ không muốn chết, nhưng điều đó có hợp lý không? Giống như đổ nước vào một cái ly, nhưng không muốn đổ đầy ly. Nếu bạn cứ tiếp tục rót nước vào, bạn không thể trông mong nó không bị đầy. Nhưng người ta được sinh ra và không muốn chết. Hãy suy nghĩ về điều này. Nếu mọi người được sinh ra nhưng không bao giờ chết đi, thì điều đó sẽ mang đến hạnh phúc chứ. Nếu không ai bước vào thế giới này mà chết đi, thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều. Đến lúc đó, có thể chúng ta sẽ ăn gì để sống? Tất cả mọi người sẽ ở đâu? Giống như đổ nước vào trong ly, không ngừng nghỉ, nhưng lại không muốn chiếc ly đầy nước. Chúng ta nên suy nghĩ thấu suốt về chuyện đó. Nếu chúng ta thực sự không muốn chết, thì sự nên nhận ra sự vô tử như Phật Tổ đã dạy. Bạn có biết vô tử nghĩa là gì không? Dù bạn đã chết đi, nhưng nếu bạn có sự thông tuệ để nhận ra Anatta, thì cũng như thể bạn không chết đi. Không chết đi, không được sinh ra. Đó là nơi mọi thứ có thể kết thúc. Được sinh ra và mong muốn có được hạnh phúc hay niềm vui mà không chết đều không phải là con đường đúng đắn. Nhưng đó là thứ mọi người muốn, nên họ sẽ không thể thoát ra khỏi bể khổ. Những người tu hành thông thường vẫn chưa hoàn thành con đường tu hành. Họ không nhận ra sự vô tử, nên họ vẫn khổ đau. Họ vẫn là chủ thể của cái chết. Được sinh ra từ lòng mẹ, chúng ta có tránh được cái chết, nhưng không nhận ra rằng không có bản ngã thật sự thì sẽ không có cách nào tránh được cái chết. Tôi không chết, Sankhara, hiện tượng có điều kiện, trải qua sự lưu chuyển theo bản chất của chúng. Khi những người khác nhìn vào một người như vậy và cố gắng tìm hiểu, họ có thể cho rằng người đó bị điên, nhưng đó không phải là một người điên. Đó là người rất mẫn tiệp. Một người như vậy thực sự biết được cái gì là hữu ích trong rất nhiều cách. Khi một người đã giác ngộ, nhìn vào những người thông thường, trần tục, cô sẽ thấy những người này ngây thơ như những đứa trẻ. Khi những người trần tục xem xét những người đã giác ngộ, họ sẽ nghĩ cô đã đánh mất cuộc sống. Cô không có bất kỳ sự quan tâm nào với những thứ họ sống. Nói theo cách khác, một người Arahan và một người điên là tương tự nhau. Khi nhìn vào một Arahan, người ta sẽ nghĩ cô ta bị điên rồi. Nếu bị họ nguyền rủa, cô cũng không quan tâm. Bất cứ thứ gì bạn nói, cô ấy sẽ không phản ứng như một người điên. Nhưng điên có nhận thức. Một người điên thực sự có thể không tức giận khi bị nguyền rủa. Nhưng đó là vì người đó không biết đang có chuyện gì xảy ra. Một số người quan sát Arahan và người điên có thể thấy họ giống nhau. Nhưng bậc thấp nhất là điên, sống trong điều kiện của yêu thương bản thân mạnh mẽ, trong khi bậc cao nhất là Arahan, tự do khỏi những ý nghĩ và quan tâm về một bản ngã. Nếu bạn chỉ xem xét những biểu hiện bên ngoài của họ, có thể thấy họ tương tự nhau. Nhưng về nhận thức nội tâm, những cảm nhận của họ về sự việc là rất khác biệt. Hãy suy nghĩ về điều này. Khi có người nói điều gì đó lẽ ra khiến bạn tức giận, nhưng bạn bỏ qua, thì người ta tin rằng bạn bị điên. Nên khi bạn dạy những người khác về những điều này, họ không dễ dàng gì hiểu được. Họ phải lĩnh hội và trải nghiệm trực tiếp thì mới thực sự hiểu được. 27. Răng, gối và miếng sơ dừa của tôi. Chúng ta nghe những từ về Dhamma, ví dụ như không có gì là chúng ta hay của chúng ta,
và chúng ta nghĩ mình đã hiểu khá rõ. Khi tôi bắt đầu tu hành, tôi thiền về những phần trong cơ thể và cảm nhận tôi có chút hiểu biết nội tâm về Anatta. Tôi đang từ bỏ những gắn kết với những sự vật. Rồi một ngày nọ, tôi rụng mất một chiếc răng. Ôi, răng của mình vừa rơi ra. Hình như mình đang già đi. Đột nhiên tôi cảm thấy buồn bã và nản chí. Sau đó, tôi quyết định đi tu đông, lang thang khổ hạnh. Tu đông là một cách tu khổ hạnh đối với những nhà sư Theravada, dùng để chỉ nghi lễ rời khỏi chùa vào lúc sáng sớm, lang thang trong rừng hay những nghĩa địa, và đi chân không đến thăm những nhà thuyết pháp và thiền sư. Đó lẽ ra là tu hành trong sự đơn bạc tối thượng. Thường thì bạn chỉ lấy theo bát đựng đồ bố thí, áo cà sa và một vài vật dụng cần thiết như bình đựng nước, kim chỉ. Tôi nghĩ tôi không còn quá gắn kết với những tài sản và tôi có thể hài lòng với một ít đồ thôi. Nhưng khi tôi gom mọi thứ lại để sắp xếp, tôi không thể để lại thứ gì. Tôi xếp chúng vào một cái túi lớn và trong nó to hơn nhiều so với sức vác của mình. Rồi tôi nghĩ về cái gối của mình. Tôi quyết định mình cũng sẽ mang nó theo. Mọi thứ dường như là của tôi và mọi thứ dường như rất cần thiết, dù là miếng sơ dừa tôi dùng để chà sàn nhà.